Quý anh chị Tân Hợi thân mến, nửa đầu năm 2023, tuổi Tân Hợi 1971 là thời gian trải qua nhiều chuyện u ám, là u ám chứ không phải là buồn sầu, u ám tức là trầm tĩnh. Khỏi những màu hồng về cuộc sống xung quanh, những thất vọng về nhân tâm, những buồn bực về nhân tính, sẽ như một bức tranh ảo ảnh để lộ ra một bức tranh đầy tính chân thật về cuộc đời. Suy cho cùng thì đó vốn chính là nhân sinh, người ta tưởng tốt là không phải là người thật sự chân tâm, người ta tưởng ở bên, lại rời xa khi trời cao vần xoay biến chuyển, người ta tưởng là tử tế, là chỉ đợi công kích phía sau mình, sau cơn mưa luôn có những tia nắng ấm áp. Nếu biết nắm bắt và tận dụng những căn cơ được tiết lộ sau đây thì có thể chuyển họa thành phúc, giàu lên nhanh chóng, khỏe mangnh thần kỳ, người người ngưỡng mộ. Thưa quý anh chị tuổi Tân Hợi thân mến, nếu có kiếp sau của anh chị nhìn vào anh chị lúc này chắc chắn chán lắm. Vậy nên, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, hãy kiên cường lên nhé, kiên cường cho những gì mà anh chị lựa chọn, cho những gì mà anh chị tin tưởng, cho những thành tựu đang chờ anh chị ở phía không xa. Thưa anh chị Tân Hợi thân mến, trong cái cõi tạm mờ mịt này, nhiều Tân Hợi đã có câu trả lời cho câu hỏi cuối đời còn lại gì. Tân Hợi đoán rằng mình sẽ được hưởng an nhàn hạnh phúc bên gia đình và con cháu, nắm trong tay nhiều tài sản. Đó là cái kết Tân Hợi đáng được hưởng vì những vất vả và bộn bề mà bản mệnh đã phải trải qua. Niềm tin của Tân Hợi được coi là một món quà, và đã là quà thì không phải ai cũng có được. Có những món quà bình thường, có những món quà tuyệt vời, cũng có những món quà đặc biệt. Và tiềm ẩn vô hạn những khả năng, vô vàn đều ẩn chứa, niềm tin vào tín ngữ là một món quà tuyệt vời. Anh chị tin vào sự tồn tại của thế giới siêu hình, tin vào nhân quả để tu tâm dưỡng tính, để làm chủ hành vi, để giữ lại một điểm sáng, một ngọn hải đăng chỉ đường cho anh chị mà tiếp tục bước đi đúng mạng, đúng đạo, đúng lý, giữ vững bản tâm mà kinh qua những tháng ngày bon chen nơi cõi tạm. Vì đó là một món quà tuyệt vời nên hãy giữ gìn nó như giữ lại cái bản tâm của chính Tân Hợi. Vậy niềm tin đặc biệt nhất mà Tân Hợi có, đấy là niềm tin vào bản thân, tin rằng chỉ cần ta muốn thì ta ắt sẽ làm được, chỉ cần ta cố thì vạn điều sẽ thuận lợi, hanh thông, chỉ cần ta nỗ lực, ta chăm chỉ hoặc ta thực sự nghiêm túc thì kế hoạch cuộc đời sẽ thẳng đường thành công. Cái món quà đặc biệt này của Tân Hợi lắm khi không phải lúc nào cũng hiện hữu, đôi lúc đời hành, thỉnh thoảng trời trêu, bạn đều vần xoay, bào mòn đi cái niềm tin của bản thân mà Tân Hợi có lắm lúc ngẫm lại thì ta đã bị cuộc đời dìm xuống. Giai đoạn từ 2019 đến nay, với Tân Hợi không hề dễ dàng, người ngoài nhìn vào không ai hiểu, nghĩ cuộc đời Tân Hợi chẳng mấy thứ phải lo toan, thị phi, như không khí hít thở thường ngày, như cơm ăn chẳng thể thiếu ngày nào, nhưng vẫn cứ yên lặng mà chiến. Tôi không than thở, không phải vì cuộc đời tôi quá dễ, tôi không than thở, để tiết kiệm từng giọt sức mà tôi chiến đấu với đời, cũng không thể nói cho Tân Hợi bao giờ anh chị chuyển cảnh được, vì nó không quá gần, cũng chỉ biết nói rằng, đến cái đoạn 2024, mọi thứ anh chị làm ở hiện tại, nhìn nhận lại sẽ thấy đáng giá, để nỗ lực lắm thay. Người bước vào đoạn hậu trung niên, thường thấy cô độc, vì mỗi sáng thức dậy, có bao người đang dựa vào mình, và mình thì chẳng còn ai để dựa cả, nên lựa chọn duy nhất là hãy kiên cường lên cho những trách nhiệm mình đang mang. Chỉ có vậy thôi, từ nay đến Tết 2024, có nhiều khởi sắc đáng kể, đón nhiều tin vui tốt lành và dễ gặt hái được thành công. Thưa quý anh chị tuổi Tân Hợi, thuở nhỏ phải chịu cuộc sống thiếu thốn, khó khăn, bởi vậy họ sớm cố gắng phấn đấu, nỗ lực để xây dựng cuộc sống ổn định, đầy đủ. Khi trưởng thành, tuổi Tân Hợi gặp được nhiều may mắn, cơ hội để phát triển bản thân, càng về sau càng được hưởng tài lộc, phú quý, là người sống lương thiện, nhân hậu. Bởi vậy nam mangnh tuổi Tân Hợi có tuổi thọ trung bình cao, từ 85 đến 95 tuổi. Trong cuộc sống, họ được mọi người yêu quý, mỗi lúc khó khăn đều được quý nhân phù trợ, ra tay giúp đỡ. Ban đầu sự nghiệp sẽ gặp phải một số khó khăn, trục trặc, công danh không được như ý muốn. Nếu cố gắng kiên trì chờ đợi thời cơ thích hợp, ắt sẽ có ngày thành công. Càng bước vào độ tuổi trung vận, tài lộc càng dồi dào, công việc tiến triển đi lên như diều gặp gió, gia đình có nhiều truyền thống tốt đẹp, mẫu mực, anh em hòa thuận, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, dường như không bao giờ xảy ra tranh chấp, đấu khẩu. Dưới đây là thông tin luận giải chi tiết 4 phương diện chính của vận trình cuộc sống tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong giai đoạn từ nay tới Tết 2024. Đối với nam mạng, 3 tháng cuối năm 2023 là năm dành cho người nam tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, mọi phương diện cuộc sống đều trên đà phát triển thuận lợi, nhất là vận trình công danh, sự nghiệp,
sẽ liên tiếp đạt được nhiều cột mốc đáng nhớ. Người làm việc văn phòng sẽ có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, được xếp trên thưởng nóng. Người làm kinh doanh đón nhận nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn, công việc làm ăn suôn sẻ, thu về được nhiều khoản lợi nhuận lớn. Nếu biết cách nắm bắt và toàn tâm toàn ý với công việc thì ắt sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa. Phương diện sự nghiệp khởi sắc tạo tiền đề cho bức tranh tài chính ngày càng rực rỡ so với năm trước. Sự cách biệt với nguồn thu năm này là khá đáng kể. Tuy nhiên, khi công việc thuận lợi cũng khó tránh khỏi việc bản mệnh vì quá phấn khích mà đôi khi tiêu xài có phần hơi quá mức. Mệnh chủ nên lưu ý điều này, tránh để kiếm nhiều mà chi cũng nhiều, thành ra dư chẳng bao nhiêu. Đời sống tình cảm của nam mạng tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong năm Quý Mão chuyển biến tích cực, sự sẻ chia, thấu hiểu, cộng hưởng với môi trường sống đã có phần đủ đầy hơn, giúp gia đạo của mệnh chủ năm nay rất êm ấm và hạnh phúc. Không riêng những khía cạnh khác mà ngay cả phương diện sức khỏe của quý nam Tân Hợi cũng rất tốt, bản mệnh ít ốm đau bệnh vặt hơn so với những năm vừa qua. Đặc biệt, đối với các mệnh chủ đang mắc bệnh nặng thì trong năm này có khả năng sẽ tìm được phương pháp và người chữa trị hiệu quả. Trong năm 2023, nam mạng tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, không phạm hạn thái tuế. Năm 2023 là năm Quý Mão, do vậy năm này bản mệnh không phạm hạn tam tai. Bước sang năm Quý Mão, người sinh năm 1971 sẽ bước sang tuổi 53. Theo tử vi, bản mệnh sẽ phạm phải kim lâu thê, năm này đương số nên cẩn trọng trong mọi hoạt động, nhất là cách đối nhân xử thế. Như đã đề cập ở trên, nếu tính cả tuổi mụ, thì năm 2023, tuổi của người nam sinh năm 1971 là 53 tuổi, không phạm hạn hoang ốc, triển khai sửa chữa, xây dựng nhà cửa trong năm Quý Mão 2023 sẽ giúp mang đến nhiều may mắn cho vận trình cuộc sống của quý ông. Còn riêng với nữ mạng, vận trình sự nghiệp của quý nữ Tân Hợi trong giai đoạn từ nay từ Tết 2024 trải qua nhiều bước ngoặt quan trọng trong năm cơ hội phát triển công việc có. Tuy nhiên, cần bản mệnh phải tự lực nắm bắt thời cơ là chính. Nếu mệnh chủ thật sự kiên trì và có quyết tâm cao thì thành tựu sau cùng sẽ rất mỹ mãn. Trong năm này, bản mệnh nên hạn chế tham gia vào các cuộc đàm tiếu nơi công sở, dành thời gian tập trung phát triển công việc, tránh va chạm, sẽ giúp vận trình được hanh thông hơn. Nhìn chung, phương diện tài chính của quý nữ trong 3 tháng cuối năm 2023 khá ổn định, tuy không có nhiều khoản thu lớn nhưng về cơ bản vẫn được đủ đầy. Năm này, chủ về tích tiểu thành đại, mệnh chủ nên áp dụng cho mình các kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn, đồng thời cũng nên cân nhắc thêm đến việc gửi tiết kiệm ngân hàng hoặc đem tiền phân bổ đầu tư. Cuối năm các khoản thu này chắc chắn sẽ đem về cho bản mệnh một khoản dư không nhỏ. Phương diện tình cảm của nữ mạng tuổi Tân Hợi có thể sẽ gặp một vài mâu thuẫn nhỏ. Tuy nhiên, chỉ cần quý nữ cố gắng bình tĩnh hết mức, tránh lời qua tiếng lại khi đang nóng giận, hãy để mỗi thành viên có thời gian suy nghĩ lại việc mình làm trước khi ngồi xuống nói chuyện giải quyết. Sau những bất đồng này, mọi người trong nhà sẽ có thêm cơ hội thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Trong năm Quý Mão, bản mệnh dễ bị tụt cảm xúc, xuống tinh thần vì áp lực công việc. Nếu để tình trạng này kéo dài, sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến phương diện sức khỏe. Quý nữ nên cố gắng mạnh mẽ hơn và hướng mình theo lối suy nghĩ tích cực khi đương đầu với mọi việc, tránh bỏ bữa, ăn uống không điều độ, sinh hoạt thiếu lành mạnh. Trong năm 2023, nữ mạng tuổi Tân Hợi không phạm hạn thái tuế. Năm Quý Mão 2023, người nữ sinh năm 1971 không phạm hạn tam tai. Quý nữ tuổi Tân Hợi 1971 phạm kim lâu thê, năm này bản mệnh làm gì cũng nên cân đo đong đếm kỹ lưỡng trước khi hành sự. Bước sang năm 2023, người nữ sinh năm 1971 sẽ bước sang tuổi 53. Theo cách tính này thì quý nữ không phạm hoang ốc. Đây là thời điểm rất tốt để mệnh chủ triển khai sửa chữa, xây dựng nhà cửa. Thưa quý anh chị tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971 thân mến, sống từng này tuổi rồi, nhưng quý anh chị đã thật sự hiểu về tính cách hay bán tính thật sự sâu bên trong con người mình chưa? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi để tìm hiểu về đặc trưng tính cách của mình nhé! Những người tuổi Hợi xếp thứ 12 trong hệ thống 12 con giáp, tuy nhiên tài vận của họ lại đứng vào bậc nhất. Đây chính là ba lý do giúp người tuổi Hợi luôn gặp may mắn, dù đang ở trong giai đoạn khó khăn, cũng được quý nhân chiếu cố. 1. Khoan dung lương thiện. Người tuổi Hợi có bản tính lương thiện và khoan dung, họ cũng là kiểu người có tính cách thẳng thắn, hiền lành và ngây thơ. Đặc điểm này giúp người tuổi Hợi được mọi người xung quanh yêu mến và kính trọng. Người tuổi Tân Hợi được yêu mến
Không chỉ vì họ hiền hòa mà bản thân người sinh năm này có lòng bao dung và họ sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có cơ hội. Những người phụ nữ tuổi Tân Hợi lại càng thú vị, họ không chỉ hoạt bát, nhanh nhẹn, có trí thức mà còn tốt bụng. Sau khi kết hôn, họ sẵn sàng trở thành mẹ hiền, dâu thảo. Đàn ông tuổi Hợi cũng rất yêu gia đình, họ thường dùng sự lương thiện của mình để dạy dỗ con cái. 2. Ý chí kiên cường và cầu tiến cao. Một điểm sáng trong tính cách giúp người tuổi Hợi gặp được tài vận tốt đó là họ thường tự tin trong công việc, không chỉ ý chí kiên cường. Năng lực lãnh đạo của tuổi Hợi cũng được thể hiện, giúp họ đưa ra được nhiều phương pháp xử lý công việc ổn định. Ý chí của người tuổi Hợi còn thể hiện ở chỗ, khi gặp vấn đề khó khăn, họ đều suy nghĩ kỹ lưỡng, cho nên phần lớn công việc của họ đều được giải quyết thỏa đáng. Khi làm việc, người tuổi Hợi có khả năng tập trung cao độ, khi đã đặt ra mục tiêu, cũng sẽ dốc toàn tâm toàn lực để thực hiện. Đôi khi người tuổi Hợi dồn hết tâm trí vào công việc mà quên đi những gì đang xảy ra xung quanh. Có nhiều người tuổi Hợi, thời niên thiếu gặp không ít khó khăn, đến khi trưởng thành, họ rất tích cực làm việc, phát triển bản thân để tạo cho mình cảm giác an toàn. 3. Biết cách đối nhân xử thế. Người tuổi Tân Hợi sẽ có xu hướng tính cách đa dạng khi sinh vào các mùa khác nhau trong năm, nhưng họ đều có điểm chung là rất biết cách đối nhân xử thế. Người tuổi Tân Hợi sinh vào mùa xuân thường có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác, họ cũng chú trọng sự nghiệp, mặc dù được hưởng những điều kiện thuận lợi. Nhưng người tuổi Hợi sinh vào mùa xuân vẫn luôn nỗ lực để đạt được nhiều thành tựu. Ở những người tuổi Hợi sinh vào mùa này, họ dành nhiều thời gian cho công việc và cũng rất ham học hỏi các tri thức mới. Người tuổi Tân Hợi sinh vào mùa hè thường có quý nhân giúp đỡ trong đời, có lẽ ngay từ nhỏ được hưởng phúc khí, đạt được nhiều thành công dễ dàng, nên họ có thể lười biếng và có phần nhu nhược. Nếu như không tích cực nỗ lực thì khi gặp phải khó khăn, họ dễ bị suy sụp. Lời khuyên dành cho người tuổi Hợi sinh vào khoảng thời gian này là đừng dựa dẫm vào người khác và nên không ngừng phát triển hoàn thiện bản thân mình. Người tuổi Hợi sinh vào mùa thu có khả năng giao tiếp nhạy bén, được lòng mọi người. Những người sinh vào thời gian này cũng là người thường có địa vị xã hội. Không chỉ biết cách ứng xử, người tuổi Hợi sinh vào mùa thu còn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè nên họ cũng tạo được nhiều mối quan hệ tốt. Người tuổi Hợi sinh vào mùa đông vốn chịu nhiều vất vả từ nhỏ, tuy nhiên chính vì vậy mà trông họ có thể trưởng thành và chín chắn hơn so với những người tuổi Hợi sinh mùa khác. Tính cách của họ ngay thẳng, không thích giấu giếm nên nhiều khi làm mất lòng mọi người ở khía cạnh nào đó. Những khó khăn họ gặp phải là do chưa biết khai thác nguồn tri thức trong cuộc sống, ngại va chạm, lười học hỏi. Cho nên, lời khuyên dành cho người tuổi Tân Hợi sinh vào mùa đông muốn cuộc đời thuận lợi, tài vận rực rỡ hơn thì phải năng đi ra ngoài, nhìn xa trông rộng và không ngừng học hỏi nhiều điều mới. Tam hợp, nhị hợp, tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971 là những tuổi nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu nhé! Tam hợp tuổi Hợi gồm có người sinh năm Hợi, năm Mão và năm Mùi thuộc nhóm ngoại giao với đặc trưng tính cách là giỏi giao tiếp và biết cách ứng xử khéo léo. Ngoài ra nhóm tuổi này cũng biết cách lắng nghe, cảm thông và giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Những người tuổi Hợi chăm chỉ, cần cù, thích hợp với sự nhanh nhẹn của Mão và Mùi để thành công, còn những người tuổi Mão và tuổi Mùi thì cần học tập đức tính cần cù của tuổi Hợi. Nhị hợp với tuổi Hợi chính là tuổi Dần, thủy của người tuổi Hợi sẽ sinh mộc với người tuổi Dần và ngược lại. Trong 3 tháng cuối năm 2023, tuổi Tân Hợi 1971 gồm có 1 tháng bình ổn, 2 tháng may mắn phát tài nhất là tháng cuối cùng của năm 2023. Tử vi tháng 10 âm lịch 2023. Tử vi tháng 10 năm 2023 âm lịch, Tân Hợi thiếu sự hăng hái, thái độ uể oải, bước sang tháng Quý Hợi, tức tháng 10 2023 âm lịch. Người tuổi Tân Hợi đối mặt với cục diện tự hình nên mặt cảm xúc có nhiều thay đổi, trạng thái tinh thần không mấy hăng hái. Bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng cho mình, chớ vì một rắc rối bất chợt xảy ra mà thành bi quan, chán nản, thậm chí là bỏ cuộc. Trong công việc, con giáp này có xu hướng tách biệt với mọi người, không muốn hợp tác với người khác mà chỉ muốn một mình hoàn thành nhiệm vụ, thái độ làm việc uể oải, không muốn cố gắng. Đó là nguyên nhân chủ yếu khiến bạn dậm chân tại chỗ, khó có cơ hội phát triển. Chính vì thế, bạn nên bắt đầu thay đổi từ chính bản thân mình thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan. Tháng này, tình hình tài chính của Tân Hợi không có dấu hiệu phát triển tích cực. Nguyên nhân là công việc có phần thụt lùi, bạn sẽ phải dành nhiều thời gian để khắc phục khó khăn hơn là tập trung phát triển đi lên, khẳng định giá trị bản thân, nên lương thưởng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, buôn bán kinh doanh túc tắc, vẫn có lợi nhuận,
nhưng còn kém xa với lợi nhuận mong muốn của bạn. Về phương diện tình cảm, đế vượng thúc đẩy khiến con giáp này dành phần lớn tâm trí cho sự nghiệp, không mấy quan tâm tới chuyện tình cảm cá nhân, bạn nên tìm cách cân bằng công việc và đời sống cá nhân của mình. May mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Tân Hợi vẫn ở vào mức ổn định, dù phải đối diện với nhiều khó khăn, trắc trở, song bạn vẫn không quá mức nhụt chí, những suy nghĩ tích cực sẽ góp phần giúp bạn cảm thấy phấn chấn, khỏe mạnh hơn. Tử vi tháng 11 năm 2023. Tử vi sự nghiệp. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, bản mệnh có cả cơ hội và thách thức trong sự nghiệp. Tháng này, bạn sẽ không hài lòng với hiện trạng mà sẽ thử thách những lĩnh vực cấp cao hơn. Bạn sẽ cố gắng thay đổi suy nghĩ công việc ban đầu của mình. May mắn là tháng này, bạn được hỗ trợ rất nhiều từ mọi phương diện, thế nên có thực hiện những điều mới mẻ gì cũng không ngại, hãy tự tin tiến bước. Thiên ấn mang lại nhiều lợi ích, bản mệnh tha hồ thể hiện sức sáng tạo của mình, nhất là những người tuổi Tân Hợi đang theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, bạn càng có cơ hội thăng hoa trong công việc của mình. Thời gian này, những việc khó khăn cũng hóa thành dễ dàng trong phút chốc. Ở cấp độ ý thức và cấp độ chuyên môn, bạn rất xuất sắc và có khả năng học tập tốt. Những ai làm về lĩnh vực nghiên cứu sẽ thu thập được nhiều thông tin thú vị và có giá trị. Người làm công ăn lương tuy không tham vọng, nhưng sự chăm chỉ của bạn được ghi nhận, có thể thấy thời gian này, bản mệnh giành được sự chú ý của cấp trên và sự tôn trọng của đồng nghiệp bằng nỗ lực của bản thân. Tử vi tài lộc. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch cho biết, tháng này nguyệt lệnh trường sinh, dự báo điều kiện tốt cho tiền bạc sinh sôi nảy nở. Thế nên bản mệnh đang có kế hoạch gì, muốn thực hiện thì nên bắt tay hành động, càng sớm, càng tốt. Tháng này cũng khá lý tưởng về mặt tài chính, đầu tư dễ dàng, thu được lợi nhuận, sẽ là tháng có lợi cho khía cạnh tiền bạc. Cho những ai kiên nhẫn đi tìm kiếm cơ hội, không ngừng sửa sai và rút kinh nghiệm suốt trong những tháng vừa qua. Những ai đang muốn bắt đầu kinh doanh thì có thể tập tành bằng một khoản tiền nhỏ, dù thế nào cũng không nên vội vàng bỏ số tiền lớn, cho dù bạn thuận lợi đủ đường nhé. Mặt khác, bản mệnh vẫn cần phát triển thói quen quản lý tài chính trong cuộc sống hàng ngày, kiểm soát thu nhập của mình một cách hợp lý và duy trì chiến lược đầu tư tương đối ổn định. Tử vi tình duyên. Trong tháng mới, vận trình tình duyên của con giáp tuổi Tân Hợi vô cùng rực rỡ, bản mệnh có sức hấp dẫn đối với người khác giới, nên việc ai đó bị bạn thu hút trong những buổi đầu gặp gỡ là hoàn toàn có thể xảy ra. Tử vi sức khỏe. Tử vi tháng 11 âm lịch, may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Tân Hợi vẫn ở mức ổn định, quan trọng là bản mệnh giữ được nhịp điệu đều trong cuộc sống của mình. Có được sự bình an nên cũng hạn chế được những vấn đề về thân bệnh cũng như tâm bệnh có thể xảy ra trong tháng 11 âm lịch này. Thời tiết lúc này khá lạnh, bạn nên có các biện pháp phòng ngừa cảm lạnh khi chuyển mùa, chọn những trang phục phù hợp. Đừng quên xem dự báo thời tiết trước khi rời khỏi nhà, việc tập thể thao sẽ khó khăn hơn và cũng nên điều chỉnh thời gian và mức độ sao cho hợp lý. Ngoài ra, nên ưu tiên ăn đồ ấm, nóng, nhiều dinh dưỡng, giúp nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể, như vậy bệnh tật sẽ tự nhiên tránh xa. Tử vi tháng 12 âm năm 2023. Tử vi tháng 12 2023 âm lịch, vận khí thăng cấp, đón nhiều hỷ sự. Xem tử vi tháng 12 2023 âm lịch, người tuổi Tân Hợi đón nhiều hỷ sự trong tháng mới. Nhờ có cả tam hội và đế vượng che chở, vận trình thăng cấp nhanh chóng, chẳng điều gì có thể ngăn cản bạn tiến băng băng về phía trước và đạt được thứ mình muốn. Công danh sự nghiệp trên đà tăng tiến, con giáp này được thôi thúc tạo ra thật nhiều sự bứt phá vì bạn đang có trường năng lượng rất mạnh mẽ. Trong những dự định sắp tới, hãy mạnh dạn theo đuổi vì có những quý nhân hỗ trợ giúp bạn nâng tầm quan sát trước những quyết định đúng đắn. Vận trình tài lộc của tuổi này cũng đi lên trong khoảng thời gian cuối năm, bạn có thể đánh bại được đối thủ nhờ tài năng và kinh nghiệm của mình, nhờ đó thu được lợi nhuận tương xứng. Tuy nhiên, tháng có hung tinh chủ hao tài là kiếp tài vây hãm nên bản mệnh có khả năng hao tiền tốn của rất lớn, có thể là cho những kế hoạch mua sắm, sửa soạn cho Tết. Tình cảm trong tháng chạp của Tân Hợi cũng sáng bừng trong những cảm xúc ngọt ngào, những người đã lập gia đình được tận hưởng bầu không khí vợ chồng hòa thuận, con cái quây quần. Nếu biết mở rộng mối quan hệ xã giao, những người còn độc thân dễ tìm được người phù hợp, đồng thời còn giúp ích cho cả sự phát triển sự nghiệp. Thể trạng của con giáp này khá sung mãn trong tháng, khi vận khí đang đi lên, cộng với thói quen sinh hoạt khoa học, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, bản mệnh hoàn toàn yên tâm về sức khỏe của mình. Vẫn cần lưu ý, tháng này có dấu hiệu dịch chuyển khá nhiều, bạn cũng nên chú ý vấn đề an toàn khi đi lại,
tử vi sự nghiệp. Tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch về phương diện sự nghiệp cho thấy đây sẽ là một tháng ngập tràn cơ hội và nhiều tin vui đang chờ đón bản mệnh khi được cả thái tuế và nguyệt lệnh, nhiều cát tinh hậu thuẫn. Sang tháng Ất Sửu, tuổi Tân Hợi lâm tượng tam hội là được nguyệt lệnh đế vượng chống lưng, vận trình sự nghiệp có sự thăng cấp mạnh mẽ, công việc trôi chảy, tiến hành việc lớn nhỏ gì đều có thu hoạch, gần như có thể khẳng định rằng chẳng điều gì có thể ngăn cản bạn tiến băng băng về phía trước và đạt được thứ mình muốn vào thời điểm này. Tinh thần làm việc trong tháng lên khá cao, bản mệnh lăn xả vào mọi việc, chủ động xông xáo chứ không còn chờ người khác giao việc như trước. Con giáp này đang được thôi thúc, tạo ra thật nhiều sự bứt phá vì bạn đang có trường năng lượng rất mạnh mẽ. Tử vi tài lộc. Theo tử vi tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, trong một tháng được cả nguyệt lệnh và cát tinh nâng mệnh, vận trình tài lộc của tuổi Tân Hợi khởi sắc trông thấy các nguồn thu chính và phụ đều có xu hướng tăng, dù theo đuổi lĩnh vực nào cũng đón tin vui. Tháng này, có đế vượng xuất hiện, người làm công ăn lương phát huy mạnh mẽ trong công việc, tất nhiên sẽ kéo theo tài lộc, cũng vượng vô cùng. Hơn nữa đây còn là tháng giáp Tết. Cuối tháng, các khoản quyết toán, các hạng mục công việc đầu tư cũng giúp con giáp này thu về khoản tiền lương và thưởng đáng khiến người khác phải ngưỡng mộ. Với một số bản mệnh, nguồn thu phụ trong tháng tăng đột biến, thậm chí còn nhiều gấp mấy lần khoản thu chính, cũng giúp bạn mừng ra mặt, nỗ lực kiêm nhiều việc, nghề tay trái của bạn cũng được đề đáp xứng đáng rồi, bỏ công bao ngày vắt óc suy tính, thức khuya dậy sớm. Tử vi tình duyên, thêm một phương diện bừng sáng trong tháng mới của Hợi, đó chính là về tình cảm, nguyệt lệnh lâm đế vượng như khởi nguồn sinh khí an lành, khơi dậy những cảm xúc ngọt ngào bên trong bản mệnh, trời xuân phơi phới, các khí ngập tràn, cũng là thời điểm trăm hoa đua nở, có lợi cho nhân duyên của con giáp này. Những người đã lập gia đình được tận hưởng bầu không khí vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn nghe lời, dù thời gian này mọi thành viên trong gia đình đều tất bật với công việc, song từ giữa tháng, cả gia đình quay quần bên nhau, dọn dẹp nhà cửa, cùng bàn kế hoạch sửa soạn đón Tết, càng giúp không khí gia đình tưng bừng phấn khởi. Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu, có thể tính tới chuyện hôn nhân đại sự, tháng cuối năm cập dập, có thể ra riêng tiến hành đám cưới sẽ rảnh rang hơn. Tử vi sức khỏe. Sang tháng Ất Sửu, sức khỏe của tuổi Tân Hợi cũng được dự báo không gặp vấn đề nào đáng ngại, thể trạng của con giáp này khá sung mãn. Khi vận khí đang đi lên, nếu bản mệnh vẫn giữ được thói quen sinh hoạt khoa học, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng thì có thể hoàn toàn yên tâm về sức khỏe của mình. Tuy nhiên, tháng này sẽ có thêm nhiều buổi liên hoan, tiệc tùng, xã giao nên khó tránh tình trạng tiêu hóa kém, đầy bụng, bạn nên chú ý cân bằng dinh dưỡng, có như vậy, sức khỏe mới đảm bảo ổn định. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vương cao, vương xa, nhưng thật ra, bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên, ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên địa quỷ thần, những người tu luyện được giáo lý trên, rồi đem nó giá hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báu sẽ hiện tiền, đời sau bao đời con cháu hưng vượng. Vâng, vừa rồi Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, từ nay đến Tết âm lịch 2024. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý anh chị có cái nhìn tổng quan, xác định hướng đi đúng đắn và xây dựng được kế hoạch cho mình trong thời gian tới. Vận xấu nào cũng có thể tiêu tan, xui xẻo nào cũng có thể phòng tránh và may mắn nào cũng có thể nắm bắt. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.